Con nồng nọc, mà cứ tưởng trân châu đừng đen không luôn á. Lâu lắm rồi không thấy lại con này. Hồi nhỏ cứ tưởng nó là con cá, bắt về bỏ vô hũ nuôi. Nhưng mà nuôi được vài hôm, tự nhiên nó mọc tay mọc chân ra rồi nhảy đi mất tiêu. Mà lúc đó không biết tưởng đâu là bị ai bắt mất rồi, buồn hiu luôn. Đố mọi người biết con nồng nọc lớn lên sẽ thành con gì?